Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn mọi người Cái phần gọi là chúng ta sẽ tinh chỉnh Những cái chi tiết cụ thể hơn Ở trong cái bức ảnh với Adobe Lightroom Sau khi chúng ta đã chỉnh qua tất cả Những gì cơ bản nhất rồi Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ được gọi là Adjustment Brush hay phím tắt là phím K ở đây Sau khi các bạn chọn cái công cụ này Thì ở đây thì mình muốn xử lý đầu tiên Đó là cái độ sáng của cái khuôn mặt Của cái cô bé này thì ở đây thì mình sẽ đánh dấu hay là tô thì mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng rồi thì các bạn chỉ việc tô thôi đây chúng ta sẽ tô và chúng ta sẽ click vào cái sâu select mask này để chúng ta khoanh đã đấy khoanh vào những cái vùng mà chúng ta định lấy ở trên khuôn mặt của cái cô bé này đây chẳng hạn thì mình sẽ để dư cái phần mắt ra các bạn có thể ấn phím ôn nhé để mà chúng ta đổi thành trừ thì chúng ta lại bỏ những cái vùng như mồm này này là chúng ta sẽ không muốn này đấy chúng ta lại bỏ những vùng thừa còn đâu chúng ta sẽ chỉ khoanh những khu vực mà chúng ta cần thôi các bạn có thể tăng giảm kích thước của cái brush này bằng cách gọi là tinh chỉnh dưới đây đây Cái size ở dưới đây hoặc là dùng phím con lăn chuột để các bạn thể tinh chỉnh nó Để tô cho nó Chuẩn nhất Đấy mình tô như này để kín cái mặt của bé Đây mình sẽ xóa bớt cái phần này đi những Cái phần không liên quan Đấy Như này Sau khi các bạn đã tô thế này rồi thì đấy các bạn có thể thấy là mình đang chọn là exposure Thì ở đây mình sẽ giảm cái độ sáng xuống Một chút Bằng cách gì? Mình bỏ tích này để xem mặt có sáng quá không Như sáng quá như thế này chẳng hạn thì mình sẽ chỉ để còn 0.2 thôi Đây chẳng hạn mình sẽ để nó giảm còn 0.2 thôi sáng lên một chút thôi đây chúng ta không nên sáng quá đấy 0.2 thôi là vừa đủ rồi đấy các bạn thấy chúng ta sẽ có một cái điểm point ở đây đấy ngoài ra thì ở đây mình muốn thêm vào đây một cái nữa đó là mình sẽ làm cho cái mặt của bé này trở nên nó mịn hơn thì các bạn có thể làm luôn ở trong này cũng được thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có cái mục ở dưới đây gọi là mục sắc nét đây thì mình sẽ giảm cái sắc đi độ sắc xuống để cho cái mặt của bé trở nên mịn hơn chẳng hạn đây mình sẽ cho trừ 15 đi đấy thì các bạn sẽ thấy này các bạn để về mo này nó sẽ mịn hẳn như này thì ở đây mình sẽ chỉ để chỉnh khoảng trừ 15 thôi để làm cho cái mặt của bé nó mịn hơn và nó đỡ sắc hơn đây để làm mịn cái da đi đấy trừ 15 ở đây và mình muốn giảm noi một chút thì mình sẽ tăng giảm ở đây để các bạn có thể thấy này đấy các bạn kéo lên là nó sẽ bớt noi đi để cho mặt thật mịn ở đây mình để khoảng 80 thôi đấy mặt mịn hơn Đấy thì các bạn sẽ thấy ở trước này và sau này đấy chúng ta sẽ có cái mặt của bé nó rất là mịn và nó sáng như này. Đây mình sẽ lên thêm một chút 0.3 đi cho sáng hơn một tẹo nữa. này hơi sáng quá rồi, 0.2 thôi. Đấy thì các bạn có thể làm điều đấy. Sau đấy ở đây thì mình sẽ chọn tiếp cái công cụ này. Các bạn có thể vẽ rất là nhiều các cái brush này lên nhé Thì mình sẽ chọn ở đây là mình sẽ có một cái à, để gọi là mình muốn làm cho cái môi của à, bé này nó trở nên nó tươi hơn thì mình sẽ chọn ở đây là mình uh, chọn cái mục ở đây mình chọn cái saturation ở đây đây chẳng hạn đây xong mình sẽ tô đây mình sẽ đánh dấu vào cái ô này để mình tô cho chuẩn đây chẳng hạn đấy mình sẽ tô vào đây đấy xong mình bỏ tích đi đấy để cho môi của em nó tươi lên chẳng hạn đây ở đây mặc định thì cái phần mềm đã cho chúng ta lên 25 rồi đấy để cái môi nó tươi hơn sau đó thì các bạn sẽ gì mình muốn làm sáng cái mắt này lên cái uh, phần mắt này này mình lại tạo một cái mới, đây mình sẽ lại tô cái phần uh, mắt này, các bạn nhớ tích vào đây, đấy các bạn tô, đừng để ăn nó vào lòng đen nhé, vì uh, chúng ta chỉ lấy cái phần trắng thôi, đấy, xong các bạn xóa cái phần đen đi, đấy, rồi chúng ta sẽ chỉnh nó là cái phần gọi là x-pô-xua ta mình sẽ làm trắng lên, đây, đây chẳng hạn, X-pô-xua đây, đấy, giờ mình sẽ bỏ tích đi, đấy, mình sẽ làm trắng cái mắt của em ấy lên, thì khoảng 0.5 thôi, đấy, thì các bạn sẽ thấy là cái mắt này nó trắng lên này. Đây 1.5 này thì nó sẽ trắng nữa này. Đấy mình sẽ để 0.5 thôi để trong mắt của em ấy nó sáng hơn. Đấy so với việc là chúng ta không chỉnh. Đấy như thế này. Đấy, rồi, đây như thế này. Đấy. Thì đấy là cái cách để mà các bạn có thể tinh chỉnh những cái yếu tố cụ thể ở trong một cái đối tượng của chúng ta ở trong cụm hình mà chúng ta muốn tinh chỉnh thì các bạn có thể sử dụng cái công cụ Adjustment brush này để các bạn có thể tinh chỉnh mắt, tinh chỉnh mũi, tinh chỉnh môi, tinh chỉnh những cái vùng cụ thể ở trong cái khung hình của chúng ta và chúng ta có thể tùy chọn những cái tùy biến phù hợp để làm sao cho bức hình của chúng ta trở nên ok và trở nên đẹp mắt hơn chẳng hạn thì như vậy là vừa rồi mình đã dẫn các bạn cách cơ bản nhất để các bạn để tùy chỉnh thêm những cái yếu tố ở trong khung hình với Adobe Lightroom Classic nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì các bạn đừng quên nhấn like nhấn subscribe dẫn chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của kênh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.